Chào các bạn, hôm nay tôi, kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn tận dụng cái mạch ổ cứng cũ để lấy RAM. Việc lấy RAM đây là một IC RAM này. Ở những cái mạch mà ổ cứng cũ ấy, có rất nhiều IC này, có dung lượng ở 64 đến 32 mê. Thì cái IC này ấy, chúng ta có thể tận dụng để lấy ra sửa thay cho RAM của ổ DVD, mạch DVD, hoặc là để thay thế nâng cấp RAM cho những cái router của hãng TP-Link ấy. Những cái router Wi-Fi của hãng TP-Link. Hôm nào tôi sẽ có một cái bài viết mà hướng dẫn các bạn sửa chữa router TP-Link. Phía trên là tôi đã trình bày các bạn việc tận dụng RAM của các mạch ổ cứng máy tính cũ để tái sử dụng cho các mục đích sửa chữa điện tử, tiết kiệm chi phí rẻ nhất. Chúc các bạn thành công.